Dạ rồi, xin chào anh chị em khách hàng đã quay trở lại với kênh của Kho Hàng Thành Phước. Thì hôm nay em mới về lại được một cái lô gậy bóng chày cho anh chị em mình luôn nha. Đó thì đây là cái lô gậy bóng chày, đó, hàng nội địa Nhật rất là xịn sò cho anh chị em luôn nha. Rồi bên Nhật thì người ta chơi bóng chày rất là nhiều nghe anh em, ở Việt Nam mình thì ít thôi. Chứ ở bên Nhật thì ta chơi rất là nhiều, thì bây giờ mình mua về có thể để tập luyện nè. Nói chung cái cây này á, thì cái độ nặng của nó cũng vừa phải nha. Mình tập mình quơ rồi cái tay chân mình nó cũng khỏe lắm nha anh em. Đó thì cái cây này á, là cái chiều dài của nó là 81cm nha anh em. Đó, chiều dài 81cm, đây là chiều dài thông dụng mà dễ cầm nhất luôn á. Rồi, rồi tiếp theo cái cân nặng của cái cây này là 1,1kg nha anh em. Đó, thì anh chị em ở Việt Nam mình có thể mua tập luyện cũng được, hoặc là mua để trên xe hoặc để trong nhà để mình phòng vệ cũng được nha anh em. Bởi vì đây là cái dụng cụ thể thao, cho nên là mình đi mình mang ra ngoài đường cũng ok nha. Nó không có phạm luật, phạm pháp gì hết á. Mà bây giờ tình hình thì nói chung là mình cũng không biết nói trước được, cho nên là mình nên có những cái sự phòng vệ cho bản thân mình nha. Chứ còn nếu như anh em mà mang dao kéo hay là những cái vật liệu gì dụng gì đó nguy hiểm mà để trên ô tô hoặc mang ra đường á, là nó không đúng với pháp luật nha. Rồi thì đại khái em nói sơ vì vậy thôi. Còn anh em nào mà mình quan tâm tới cái gậy bóng chày này thì cứ vui lòng inbox cho em nha. Cái này thì anh em thấy cái cán cầm cũng tương đối rất là dài nha. Cái cán cầm hơn một gang tay của em luôn nè. Nó mình cầm có khúc vậy thôi. Cái này cầm lần hai tay cũng được luôn. Rồi cái này là chiều dài là 81cm. Còn cân nặng của nó là 1,1kg nha anh em. Rồi cái này là nó bằng hợp kim. Đó, nó là bằng kim loại hợp kim rất là xịn luôn nha. Rồi ok anh em, thì cái cây này giá bên em đang bán là 500k. Anh em nào mà mình quan tâm hoặc có nhu cầu thì mình mua nha. Cái này thì mua có thể là sưu tầm, trưng bày, biếu, tặng hoặc là chơi thể thao cũng rất là ok luôn. Rồi thì giá bên em cái cây này là 500k. Anh em nào mà mình quan tâm thì cứ vui lòng inbox hoặc nhắn tin qua số điện thoại trên màn hình dùm em nha. Những anh em nào mà mới xem kênh của em lần đầu thì vui lòng cho em xin nút like và nút đăng ký kênh để mình không bỏ qua những cái video mới cũng như những cái sản phẩm mới về bên em. Rồi em cảm ơn và hẹn gặp lại các anh em trong mấy cái video sắp tới ạ.